xung mình chơi ông cứ cho ông chúng mình đẹp bậc ca mình to cái chấm nói ca vì thế vì thi vì phía xa đánh đầu làm chi là người ca ông phía thanh phía vật tâm miền đang ở vật tâm miền phía kỳ đang nẹt đại tây châu ruộng được không để thi vì phía xa đánh đầu nữ ngày này xong cột lộc bạch hiến ភិក្ខុដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមនាការក្នុងថ្ងៃនេះមានវត្តមានគ្រប់ចំនួនអ្នករស់រៀនមានជីវិតដែលជាដើមដឹងរត់បពេលនេះហើយដែលត្រូវមកផ្ដោតសកម្មក្នុងថ្ងៃនេះមានវត្តមានដែររងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះ មន្ត្រី តុលាការ អញ្ជើញ đầu mình gặp đi Chum Mey chỗ căn một tụp sạm là cả ông chúa ấy đấy ông bà nhầm bát chúa Chum Mey lục mùi bà ông bên chúa hai cầu xây chết vì chúa Mey đại đệ tế hai chúng mua pleo ca đồ bà ông cứ chúng mua mai đi mình men chúng mua mai đi ban đây tháp mua pleo ca cứ Chum Mey chấm này ai chúng mua mai cứ chúng mua hai cầu tì bật men tì ông miền là dụ khi mà xong lớp này lớp lớp thiền hay xong lớp cha cầm đặc ngô cha cầm chiết cha cầm ăn kẹt chiết cầm tiếng mệt vị đặc ngô cầm tiếng bệ nhà đặc ngô cầm tiếng mệt vị khang đầm đặc ngô ai có kim sôm miên rub sang rub nhiều bò tê rub nhiều chiết tầng o mà sôm nước đây rub ông miên ở dụ bốn mươi năm hay ông chắc bẩm buồn này ông miền tì lùm nư sắp ngay nư ai na đá sừng cát sừng miền chơi khăn sừng miền chơi chào chơi ông bà con một đồ bò ấy đá thập ngày ní
bạc sắp ngay khiêm ọt miên bạc cọp mô cột bó ấy tê chùm riêp lô bạc thiên. Nước nông rương khá đây ni tam sông nông rương cư ông bàn đã bị đằng sông tăng khluôn chiếc đào mà đằng rọt bạc vì ni sầm nô xô tha ta ông phật đăng tìm tia sầm nong đại khuôn ánh rứ có túc nhật ti ni chun từ mê tử vi nẹ đầm nang oi ông rong ca phật đăng tìm tia sầm nong bà ta khiêm đặc biệt bình đăng nắng khiêm bậc cô ba nhà hà sầm nong nắng bậc cô lơ mê tử vi khiêm từng ó oi cọt chui nè ta ông đại ban đăng luôn vậy đời mà đăng đọt vào bên đi nữa ngờ ông miên tầm nẹt tầm nong giang đôi mình đấy từ nâng ông hai đại ban chào bạc cắn chầm pu chun chụp chào ta về bẹp pon nâng ông hai nà mùi đại ông miên tầm nẹt tầm nong ba khi ông miên ca tầm nẹt tầm nong ông hai nè cứ ta khang chuyên chụp chọt nấy kì chọt khiêm thạc khiêm nít châu xe á ca xe bê nền ở đây thà ông hết chọt bạc căn để lời chuyên chụp chọt nấng cứ nơi nông rương mần tì săn sọc xo mà phê muối rư có mần tì săn sọc rư có mần tì ọp rộng cài prae xa chìa thầm mây prae xó nơi so mà phây muối cái hai tua slide nè hay tầm nẹt tầm nông ní cứ chia tầm nẹt tầm nông toal luôn ôm toal để chia chuyển đồng kro nơi tì núi rưỡi co crom kro sa nhiệt mật ở bao ôm rưỡi co tiếng pì tiếng ôm phong tiếng nhiệt sơn đan kro sa ở bao ôm phong à bài nhà ní cứ đã nhom miền ca tầm nẹt nông chỉ mùi cua xá sầm rách nàng ao đặc biệt mình đang prom theo bằng phôn chồng tua rồng ông mà thấy ông tua rồng ở tiệp pool rồi còn tua rồng ông pi ông pư ông cần để chọn bậc căn để lựa chọn chọn nứng cứ toa luôn ông như thế ông capi chnam mun chnam 1909 ngai ti 7 khai me sa chnam 1975 om ruh neu ti kalai na hai pokop mok robo avai dae bat ta mun chnam 75 khnyam thveu che mechanic ni thveu tractor thveu lan thveu ai hai neu na dae om phnom penh cho nơi nông thang ngay đọc bằng bẩn khai mê xa cho năm chất thập rắm đây là con tốt khai cả hôm bàn châu mọc đo thì cổng nông bình ta ôm nơi ảnh á hay thua bay đá nông chất sập buồn nâng cứ đặc nhầm nơi nông tí cổng nông bình một tay là cá thì nhờ các bạn micro bà con một và ok ông xua tha ngày thì đọc bổn pel khai mê sa cho năm chật sập ram cả môn nâng ông ban chia lời rụi hơi hai tay là cá mình chọn đằng và màn thì chọn đằng nâng cứ ba nhà hàng sông khánh là hốt đọc bẹp con cho mình nâng mình tí sau là sóc so một phây mùi thì phần đây là mấy bạn dùl tha chỉ vừa phép ra bà ông nâng chạp bì ngay đọc bùm bùl khai mê xa chạm chạp thập ram nâng là hốt đó dây ruộng cứ
ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ79ហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចខ្លះប៉ុន្តែវាមានដំណាក់កាលដែលត្រូវសួរអមណាដែលតុលាការចង់ដឹងអញ្ចឹងទី1ថាតើថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ75ហ្នឹងអមនៅទីណាហើយធ្វើអ្វីដែរ75ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនៅជាមួយព្រះអង្គចាស់ច័ន្ទរាំងសីនៅស្បាមនកំពង់ស្ពឺមួយហើយដល់ពលានេះចឹងទៅ74ហ្នឹងចិត្តដាច់សិត74ហ្នឹងគឺថាច័ន្ទរាំងសីគាត់ឲ្យខ្ញុំមកទីក្រុងភ្នំពេញវិញបាទយកអ៊ីលីកូទៅយកខ្ញុំពីច្បារម៉ូនមកឲ្យមកនៅភ្នំពេញវិញហើយគាត់គន់ផ្ដាំថាឥឡូវបងអូនឯងទៅផ្ទះសិនទៅចាំមិនចាំបងទៅហៅថ្ងៃ17មេសាថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975បានន័យថាថ្ងៃខ្មែរក្រហមចូលមកដល់ក្រុងភ្នំពេញតើអ៊ំនៅឯណាហើយកំពុងធ្វើអ្វីសំបន្តតិចទៀតបានដល់រឿងហ្នឹងបាទពេលហ្នឹងគឺថាខ្ញុំចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញគឺថាខ្មែរក្រហមគឺថាផ្លោងហ្នឹងផ្លោងក្របពីភ្នំបាសិតមកផ្លោងក្របពីពហិយសួរមកផ្លោងក្របពីយើងនៅខាងទឹកខ្មៅមកចូលទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺថាមកហ្នឹងគឺតែឆេះខាងក្រោយវត្តនគរវ័នហ្នឹងក៏ឆេះហើយខាងទឹកល្អក់ហ្នឹងក៏ឆេះបាទផ្លោងមកចូលគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ហ្មងហើយពេលហ្នឹងគឺថាខ្មែរក្រហមគេចូលមកម៉ោង8ព្រឹកហ្នឹងចូលមកម៉ោង8ព្រឹកហ្នឹងខ្ញុំនៅម្ដុំយើងសាធិពោបាទហើយខ្មែរក្រហមគេចូលមកហ្នឹងបាញ់ចូលមកហ្នឹងគេស្រីហ្នឹងគឺថាស្រីគេមូជើងខោមួយខាងហើយមូដៃអាវមួយខាងលីបេម្នាក់មួយម្នាក់មួយចូលមកអញ្ចឹងបានន័យថានៅថ្ងៃទី17ខែមេសា75គឺអ៊ំនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងហ៎ហើយតើអ៊ំត្រូវបានកម្លាំងខ្មែរក្រហមជលះអ៊ំចេញពីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាហើយគេជលះអ៊ំនឹងឲ្យអ៊ំទៅទឹះខាងណានៃទីក្រុងភ្នំពេញគឺទៅតំដៅទៅគោដៅកន្លែងណាមានលោកធានគេពេលអានេះវាចូលមកហ្នឹងទាំងគេទាំងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាឃើញគេចូលមកពេញហ្នឹងខំលើកទង្គាយសងគេឯងហ្នឹងជ័យយោគេឯងទាំងគេទាំងខ្ញុំស្រែកយ៉ាងទាំងអស់គ្នាតែដល់អាពលាពេលល្ងាចយើងម៉ោង5កន្លះអីហ្នឹងគេដើរប្រាប់តាមផ្ទះគេថាឲ្យពុកម៉ែថយចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្របាទហើយពុកម៉ែតាមមិនចេញគឺថាអាមេរិកកាំងវាទម្លាក់គ្រាប់បែកងាប់អស់ហើយឲ្យពុកម៉ែចេញសិនចាញ់ឲ្យផុតពីពេញប្រហែលជា5គីឡូអញ្ចឹងពួកខ្មែរក្រហមចលិះអ៊ំទៅកាន់គោដៅណាទីកន្លែងណាដែរនោះគឺថាខ្ញុំឃើញដល់នេះអញ្ចឹងមានវិជាជួនខ្លះគាត់អត់ព្រមចាញ់ហើយដល់ហើយខ្មែរក្រហមគាត់បាញ់រះអញ្ចឹងមករាវអញ្ចឹងទៅឃើញដួល2នាក់3នាក់ខ្ញុំភ័យពេកខ្ញុំរត់ទៅហៅកូនប្រពន្ធអីឲ្យធ្វើដំណើរឡើងមកខាងពេទ្យលោកសង្ឃដើររហូតមកពេលម៉ោង6គឺថាដើររហូតមកតាមផ្លូវហ្នឹងគឺចង្អៀតមែនតើអត់មានទលាយដើរបានស្រួលទេគឺថាញែកគ្នាដើរហ្មងដើរចេញមកមករហូតមកដល់ផ្សារទឹកថ្លាយើងនេះគឺថាចិត្តយប់ហើយដល់ចិត្តយប់អញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំក៏សម្រាកនៅយើងកប់ស្រូវនឹងមកយប់បាទហើយនឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺថាខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរមកដល់យើងផ្សារអីទេបែកភ្នៅមកដល់បែកភ្នៅហ្នឹងគឺថាពេលយប់ហើយហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងតរោទឹកឯណាដាំបាយបានគឺថាមើលគ្នាអត់ឃើអត់ស្គាល់ទេក៏នាំកូននាំចៅនៅមាត់ទន្លេហ្នឹងក៏ចុះទៅដងទឹកដល់ចុះទៅដងទឹកមាត់ទន្លេហ្នឹងពេលនោះគឺថាខ្ញុំជន់តែលើខ្មោចទេខ្មោចនៅកោតាមមាត់ទន្លេហ្នឹងបាទហើយពេលដែលដាំបាយដាំអីហូបហើយក៏នាំកូនចៅហ្នឹងសម្រាកម៉ោង4ភ្លឺហ្នឹងគេដេញទៀតណា
ta ឲ្យ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ក៏ នាំ គ្នា ធ្វើ ដំណើរ ទៅ បាទ ហើយ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ហ្នឹង ខ្ញុំ ជម្រាប ប្រសាស លោក គឺ ថា អា ខាង ឆ្វេង ដៃ ហ្នឹង គឺ ថា អា ស្រះ ហ្នឹង គេ ចិញ្ចឹម ត្រី គេ ចិញ្ចឹម ត្រី ណា ប៉ុន្តែ ពេល ហ្នឹង ពេល ត្រី វា អត់ ចំណី ឃើញ ខ្មោច ហើម ស្ពីង ស្ពីង ដោយ អដែង ខ្មោច ឆ្កែ អញ្ចឹង ណា នៅ ក្នុង អា ស្រះ ទឹក ហ្នឹង បាទ ហើយ អា ត្រី ហ្នឹង វា ចេះ តែ ចឹក អដែង ខ្មោច ហ្នឹង វា ចុះ វា ឡើង វា ចុះ វា ឡើង អញ្ចឹង ណា ហើយ ចាប់ តាំង ពី ភ្នែក ភ្នៅ រហូត ទៅ ហ្នឹង គឺ ថា លើ ខ្នល់ ដូចយើង សកត់ ចេក ជៀន អញ្ចឹង ណា ឃើញ អា លា ក្បាល ឃើញ ឆ្អឹង អី តាម ហ្នឹង រហូត ទាល់ តែ ដល់ វត្ត គ្រោះ វត្ត គ្រោះ នៅ ណា ទៅ វត្ត គ្រោះ ក្តាមើ បាទ ហើយ ដល់ នេះ ចឹង ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទៀត គេ ឲ្យ ខ្ញុំ ឆ្លង ទៅ ត្រយ កង្កើត ភ្នែក ក្តាម ឆ្លង ទូក ឆ្លង ទៅ ត្រយ កង្កើត ដល់ ពេល នោះ យប់ នោះ ភ្លៀង ដល់ ភ្លៀង ចឹង កូន ខ្ញុំ ម្នាក់ នោះ គឺ វា ក្តៅ រាក ក្តៅ រាក បាទ ក្តៅ រាក ចឹង ខ្ញុំ អត់ មាន ថ្នាំ គេ ឲ្យ ខ្ញុំ នឹង ទៅ សុំ ថ្នាំ ពី អង្ការ បាទ ពី អង្ការ ហើយ ខ្ញុំ បាន ជា ដើរ ទៅ ដើរ រក អង្ការ អត់ ឃើញ អង្ការ ទៅ សួរ នោះ ទៅ គេ ថា ឲ្យ ទៅ សុំ អង្ការ តែ នោះ ទៅ គេ ថា ឲ្យ ទៅ សុំ អង្ការ តែ មិន ដឹង អង្ការ នោះ ឈ្មោះ អី ហើយ មិន ដឹង ណា មួយ អង្ការ ទាល់ តែ ស្លាប់ កូន នៅ នេះ ស្លាប់ កូន នឹង ខ្ញុំ ក៏ កូន ស្លាប់ ហើយ ក៏ សុំ ខ្ចី អា ជាប់ កាប់ គេ ណា កាប់ ចំចើម ខ្នល់ នឹង កប់ កូន នៅ កន្លែង នឹង កូន អាយុ ប្រហែល 2 ឆ្នាំ ឯ ក្រោយ ទៀត ក៏ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទៀត គឺ ថា ទៅ នឹង វេទនា ណា នឹង ទៅ មា អត់ មាន មលប់ ជ្រោក ឯ គឺ ថា ទៅ ដើម ឈើ ណា គឺ គេ នៅ ណែន ដើម ឈើ ណា គេ នៅ ណែន មក ឲ្យ តែ មាន មលប់ គឺ ថា មនុស្ស ណែន ណែន មក ឯ ខ្ញុំ បាទ ក៏ មាន នៅ ទៅ ហាល ក្តៅ នឹង បាន អា ភួយ ដប់ នឹង ដាក់ ចង ឲ្យ កូន ជ្រោក នៅ នឹង បាទ អត់ មាន មលប់ ជ្រោក ឯ បាទ រហូត ធ្វើ ដំណើរ មក ដល់ យើង អានេះ ជើង ឆ្នុក ជើង ឆ្នុក នឹង វា មក ដល់ ខ្នល់ កែង នឹង ដល់ ជើង ឆ្នុក គេ លែង ឲ្យ ទៅ ឯ ពេល នឹង គេ លែង ឲ្យ ទៅ ខ្ញុំ ដឹង ធ្វើ ម៉េច គេ ឲ្យ ចូល ទៅ ក្រោយ វត្ត ក្រោយ វត្ត ជើង ឆ្នុក នឹង ខាង ក្រោយ វត្ត ជើង ឆ្នុក នឹង គេ ឲ្យ នៅ សម្រាក់ នឹង សិន បាទ គេ អត់ ឲ្យ ទៅ ឯ ហើយ ខ្ញុំ បាទ ក៏ នៅ នឹង ទៅ វា យប់ នោះ ភ្លៀង នៅ ក្រោម ផ្ទះ គេ នឹង នៅ ក្រោម ផ្ទះ គេ នឹង ដល់ ពលា ភ្លៀង ភ្លឺ ឡើង រាំង ភ្លឺ រាំង ខ្ញុំ ក៏ ដើរ រ លូក ក្តាម លូក អី តាម ភ្លឺ ស្រែ ហ្នឹង នឹង លូក ក្តាម លូក អី មក ទទួល អាឡានក្រុង ដូច អាឡាន យើង រាល់ ថ្ងៃ ហ្នឹង គេ ប្រកាស គេ ថា បង ប្អូន ណា ចេះ ធ្វើ ម៉ាស៊ីន ឡាន ម៉ាស៊ីន ត្រាក់ទ័រ អី ហ្នឹង អង្ការ ឲ្យ ចូល ធ្វើ ការ វិញ បាទ ឲ្យ ចូល ធ្វើ ការ នៅ ភ្នំ ពេញ វិញ ខ្ញុំ ក៏ ទៅ សុំ គេ ថា ខ្ញុំ សុំ ចូល ទៅ ធ្វើ ការ នៅ ភ្នំ ពេញ វិញ គេ ក៏ សរសេរ អា លិខិត មួយ ឲ្យ អញ្ចឹង បាទ ដល់ ហើយ អញ្ចឹង ខ្ញុំ យក មក បង្ហាញ អ្នក ដែល ឃាត់ ខ្ញុំ ហ្នឹង ដល់ បង្ហាញ គេ ទៅ គេ ថា មិត្ត ឯង កុំ ចេញ ទៅ ពេល ថ្ងៃ ចេញ ទៅ ពេល យប់ ទៅ ដល់ លុបបាន ឲ្យ ខ្ញុំ ចេញ បាទ ចេញ មក ដល់ ផ្នែក ក្តាម យក អា ក្តាស នឹង ទៅ ឲ្យ អា ប្រធាន គេ មិន ដឹង ប្រធាន អី គេ ទេ ហុច គេ ទៅ គេ យក អា នឹង ទៅ គេ ថា នៅ នឹង សិន ហើយ ចាំ រ បាន 7 នាក់ អ្នក ចេះ ម៉ាស៊ីន នឹង បាន 7 8 នាក់ ទៅ សុំ ទៅ បាទ ហើយ ដល់ នេះ ចឹង គេ ប្រមូល គ្នា បាន 7 នាក់ នឹង មាន តាចិន មាន តាសឿន មាន តាភេង មាន អី អី នឹង គឺ បាន 7 នាក់ បាន 7 នាក់ ចឹង គឺថាគេឲ្យឡើងមកភ្នំពេញវិញឡើងមកភ្នំពេញវិញដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាចុះគ្រួសារខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយដល់ហើយគេថាអត់អីទេគ្រួសារនៅហ្នឹងហើយអង្ការមើលហើយណាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចុះកណូតទៅមកឡើងយើងត្រង់អាសៃកែហ្នឹងចិត្តអារោងចក្រទឹកដោះគោហ្នឹងណាយកអាក្តាស់ហ្នឹងមកបង្ហាញមិត្តស្រឺមិត្តស្រឺហ្នឹងទទួលខុសត្រូវនៅអាកន្លែងធ្វើកណូតធ្វើកប៉ាល់ហ្នឹងឡើង7អ្នកហ្នឹងព្រលឹមឡើងបានគេឲ្យយើងជួសជុលកណូតកប៉ាល់ហ្នឹងជួសជុលបានតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជា10គ្រឿងជាងបាទ10គ្រឿងជាងហ្នឹង
ដល់ជួសជុលបើកសាក់ចុះឡើងចុះអីបានសពគ្រប់អស់ហើយបានគេដាក់តបតបគេនឹងដាក់ពេញពេញកណូតនឹងបាទដាក់តបតបនឹងចុះកណូតនឹងពេញពេញទៅគេយកទៅខាងកញ្ចេះបាទយកទៅខាងកញ្ចេះដល់ពលានេះចឹងក្រោយមកបានគេសួរខ្ញុំបាទណាចេះធ្វើត្រាក់ទ័រចេះធ្វើឡានអីហ្នឹងនៅណាហើយខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំចេះធ្វើត្រាក់ទ័រធ្វើអីចឹងដល់ហើយមិត្តស្រឹងសួរមិត្តឯងចេះបើកត្រាក់ទ័របើកឡានទេខ្ញុំថាចេះដល់ហើយគេថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចុះត្រាក់ទ័រអបុលហ្នឹងចុះទៅក្នុងសាឡាងត្រាក់ទ័រមួយឡូមួយឡានបែនមួយចុះទៅក្នុងសាឡាងហ្នឹងគឺថាគេយកសាឡាងត្រាក់ទ័រហ្នឹងទៅកញ្ចេះហ្នឹងយកទៅកញ្ចេះដល់ហើយគេឲ្យខ្ញុំចុះតាមសាឡាងហ្នឹងដើម្បីទៅឡើងត្រាក់ទ័រឡើងឡានអីឡើងលើច្រាំងវិញបាទទៅដេកនៅក្នុងមួយយប់បានគេបញ្ជូនមកវិញចុះមកវិញហើយមកវិញហ្នឹងគឺថាមកដល់កន្លែងចាស់ហ្នឹងគេស្នើទៀតគេស្នើថាមិត្តណាដែលចេះស្គាល់រឿងផ្ទះត្រាក់ទ័រផ្ទះឡានអីហ្នឹងគេស្នើខ្ញុំមកឲ្យនៅអូអស័យមកឲ្យនៅអូអស័យកន្លែងឲ្យនៅក្នុងឲ្យនៅកន្លែងអស័យកៅហ្នឹងគ្នា6នាក់បាទ6នាក់ដល់មកអូអស័យហ្នឹងមកដល់ហ្នឹងគេថាឥឡូវប្រមូលអីវ៉ាន់តាមផ្ទះតាមផ្ទះហ្នឹងប្រមូលដាក់ឃ្លាំងដាក់អីហើយគាត់គេសួរខ្ញុំមិត្តគុណហ្នឹងសួរខ្ញុំថាមិត្តឯងចេះធ្វើមីក្រូឯងបាទខ្ញុំចេះធ្វើមីក្រូក៏គេឲ្យជួសជុលមីក្រូនៅកតាផ្សារអូអស័យហ្នឹងជួសជុលនឹងអស់ចិត្តអស់ចង់ទៅចំនួនប្រហែលជាយើង 3-4 ខែទៅគេថាឥឡូវយើងលែងប្រមូលសម្ភារៈហ្នឹងហើយបាទលែងប្រមូលសម្ភារៈហ្នឹងហើយយើងប្រមូលសម្ភារៈអាម៉ាស៊ីនដេវិញព្រោះអង្គការត្រូវការដេខោអាវខ្មៅខ្មៅហ្នឹងប្រមូលម៉ាស៊ីនដេប្រមូលអីសពគ្រប់យ៉ាងទៅម៉ាស៊ីនដេហ្នឹងប្រមូលបានទាំងអស់17,000ក្បាលហ្នឹង17,000ក្បាលដល់ប្រមូលបានអញ្ចឹងបានឃើញប្រជាជនទៅស្រីស្រីហ្នឹងឆ្លៀកខ្មៅពាក់ខ្មៅហ្នឹងទៅនៅអូស័យហ្នឹងដេរៀនដេខោអាវខ្មៅខ្មៅហ្នឹងប្រហែលជា1000អ្នកនៅអូស័យហ្នឹងប្រហែលជា1000អ្នកហើយប្រុសហ្នឹងប្រហែលជា200អ្នកអីប៉ុណ្ណឹងឯងបាទហើយខ្ញុំបាទក៏ចាប់ដើមនៅធ្វើការក្នុងរហូតតែតាំងពី75 76 77បាទរហូតមក78បានគេឲ្យខ្ញុំគឺថានេះខ្ញុំនិយាយកាត់ខ្លះហើយគេឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅជួយជួសជុលឡាននៅវៀតណាមបាទជួសជុលឡាននៅវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែមុនឲ្យខ្ញុំទៅជួយជួសជុលឡាននៅវៀតណាមហ្នឹងអាប្រធានខ្ញុំបេគុណហ្នឹងគេចាប់បាត់ដែរបេគុណនឹងចាប់បាត់ដែរចាប់បាត់ឡើងទៅឈុំមួយទៀតបាទបានប្រមាណខែចាប់ទៅឈុំនឹងទៀតចាប់ទៅឈុំបាត់ទៅឡើងមិត្តយងបាទមិត្តយងហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេបើតាមសម្ដីលោកដូចថាមិត្តយងហ្នឹងក៏មានការនៅគឺនឹងមិត្តយងហ្នឹងក៏មិនដឹងឬមិត្តយងណាក៏មិនដឹងទេបាទនៅទទួលខុសត្រូវនឹងក្រោយមកបាត់មិត្តយងហ្នឹងបានលេចឡើងនារីមកពីខាងតកៅឈ្មោះមិត្តវ៉ាន់មកនៅកន្លែងក9ហ្នឹងបាទមកនៅក9ហ្នឹងមិត្តវ៉ាន់ហ្នឹងក៏មានឃើញមិត្តលឹមមួយទៀតមិត្តលឹមជួនជាតិភាគតិចហ្នឹងមកធ្វើការនៅហ្នឹងពេលនោះគេហៅខ្ញុំមកប្រាប់គេថាឥឡូវមិត្តឯងទៅជួយធ្វើឡានអង្ការពួកអង្ការវៀតណាមហើយខ្ញុំក៏3អ្នកហ្នឹងគឺថាមិនប្រកែកទេគឺអត់ស្ម័គ្រចិត្តមកឯងព្រលឹមឡើងក៏លីអាកេះសោហ្នឹងយកមកកោ9ហ្នឹងកោ9ហ្នឹងគឺមន្ទីរគេលីមកដាក់លើឡាំតាហ្នឹងគេថាឥឡូវអាកេះហ្នឹងមិនបាច់យកទៅទេមិនបាច់យកទៅទេទៅតែខ្លួនបានហើយអញ្ចឹង3អ្នកហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមកតែខ្លួនទេមកឡើងជិះឡាំតាមកឡើងជីឡាំតាមកខ្ញុំអត់ដឹងទេកន្លែងគេបាំងប៉ាំងកសីហ្នឹងគឺថាបាំងតាំងពីវត្តមហាមត្រីរហូតដល់ពេទ្យចិនគឺបាំងលិចក្បាលហ្មងមើលគ្នាអត់ឃើញទេបាទបាំងប៉ាំងកសីរហូតដល់អញ្ចឹងគេយកមកចូលទួលស្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាអាកន្លែងហ្នឹងគេហៅទួលស្លែងហ្មងអត់ដឹងទេបាទ
ដល់ឃើញមកអញ្ចឹងចូលក្នុងអាផ្ទះខាងមុខហ៎អាផ្ទះគេលក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងចូលដល់ក្នុងហ្នឹងចុះពីឡាំបតាហ្នឹងគឺគេចាប់ក្រឹបមកចាប់ក្រឹបជាប់អញ្ចឹងគេដាក់ខ្នោះដៃបាទគេដាក់ខ្នោះដៃហើយអាកម៉ាយើងនៅកកហ្នឹងគេយកមកចងមុខបាទយកមកចងមុខចងមុខហើយបានបដើចូលមកក្នុងហ្នឹងបដើដល់ពាក់កដាលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេខ្ញុំថាបងបងសុំជួយមើលគ្រួសារខ្ញុំផងដល់អញ្ចឹងវាថាដល់ហើយវធៈចេះខ្ញុំដួលផ្កាប់មុខនៅកដាលខ្នល់ហ្នឹងវានិយាយថាម៉ាទោសនឹងខ្ញុំសុំនេះតិចហើយវាជេរខ្ញុំថាដូចម៉ែឯងគឺឯងផ្ដាំអីអង្គការត្រូវការកំតិចឯងទាំងអស់ហ្នឹងហើយឯងបាច់ផ្ដាំឯងបានវាយកចូលទៅក្នុងអាកតុបវាស់កម្ពស់ហើយនឹងថតរូបថតអីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងអាចំណុចហ្នឹងពេលនោះមិនថាតិចទេដូចលោកដូចគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំអត់ពេលតិចទេពេលនោះគឺក្តៅរហូតហ្មងអត់មានអារឿងសួងគៀមអត់មានសួរតិចសួរអីគឺក្តៅងាំងរហូតហ្មងស្គាល់តែអាមឹងម្រាយអីនៅជាប់មាត់ហ្មងមែនពេលយកទៅដល់ហ្នឹងគេសួរថាមិត្តឯងស្រុកកំណើតនៃណាអីណាខ្ញុំបាទប្រាប់តាមដំណើរអញ្ចឹងទៅថាខ្ញុំនៅឃុំលវៀស្រុកកំពង់ត្បែកខេត្តព្រៃវែងនិយាយប្រាប់សពគ្រប់អញ្ចឹងទៅបានគេថតខ្ញុំថតហើយអញ្ចឹងបានគេដោះអាវចេញដោះអាវចេញគេសម្រាតខោបាទសម្រាតខោចេញនៅតែខោខ្លីទេបាទដល់ហើយអាស្បែកជើងយើងពាក់ហ្នឹងក៏គេអត់ឲ្យពាក់ដែរដោះស្បែកជើងចេញនៅតែខោខ្លីមួយទេគេដាក់ខ្នោះដៃយើងវិញដាក់ខ្នោះដៃយើងវិញគេចងមុខចិត្តអញ្ចឹងបាទបដើមកអាកន្លែងលោកចៅក្រមលោកដឹងអាកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាចៅក្រមស៊ើបកេតហ្នឹងគាត់ទៅថតនៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងបាទអារៀបអិតអាកតុបរៀបអិតហ្នឹងគេដាក់នៅនឹងហើយគេដាក់ច្វាក់ជើងដាក់ច្វាក់ជើងគេដោះខ្នោះដៃចេញដោះខ្នោះដៃចេញបានគេស្រាយមុខស្រាយមុខចេញស្រាយមុខចេញស្រាយមុខចេញហើយគេដាក់អាកណាត់បាំងវិញដាក់កណាត់បាំងមកកណាត់បើកបាំងអញ្ចឹងគេចេញទៅក្រៅចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងមានអ្នកដើរយាមចុះឡើងតាមហ្នឹងបាទហើយរហូតតទៅដល់យើងម៉ោង1:00បានគេមកដាក់ខ្នោះដៃវិញដាក់ខ្នោះដៃវិញគេចងមុខអញ្ចឹងគេដោះអាខ្នោះជើងចេញបាទដោះខ្នោះជើងចេញគេចាប់ទាញសឹកជាខ្ញុំទាញសឹកជាឲ្យឡើងឈរខ្ញុំក៏ឡើងឈរមកដល់អាមាត់ចណ្ដើចុះហ្នឹងវាទាញសឹកជាខ្ញុំទាញសឹកជាខ្ញុំឲ្យចុះឯងចុះចណ្ដើទាញសឹកជាឲ្យចុះអញ្ចឹងបាទដើររហូតទៅដល់អាគៀងត្បូងអានោះពេលឡើងទាញស្លឹកជាខ្ញុំចង់ហៅពីដីហើយឡើងចដើអញ្ចឹងរហូតទៅដល់អាកតុបមួយហ្នឹងវាឲ្យអង្គុយចុះទៅអង្គុយចុះទៅវាដាក់ខ្នោះជើងវិញដាក់ខ្នោះជើងវិញវាដោះខ្នោះដៃចេញមួយដោះខ្នោះដៃចេញស្រាយមុខចេញអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញអាកន្លែងខ្ញុំអង្គុយហ្នឹងឃើញស្អាតឈាមស្រស់មិនដឹងឈាមពីណាគេខ្ញុំអត់ដឹងដែរឃើញឈាមស្រស់មកក្រោយមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏វាចាប់ដើមសួរហើយសួរថាមើលឲ្យនិយាយតង់មើលគ្នាឯងប្រមាណអ្នកចូលសេអាកាសេបេហ្នឹងអាណាខ្លះនាំឲ្យឯងចូលដល់ហើយខ្ញុំក៏លើកដៃស្ពះគេហ្នឹងគឺថាគេអត់មាននេះអីទេគឺថាគេចាប់ដើមឲ្យឯងបាច់ស្ពះអញទេអញមិនលោកឯងស្ពះអញដល់ហើយខ្ញុំថាលោកខ្ញុំអត់ស្គាល់រឿងសេអាកាសេបេនឹងផងតាមការពិតខ្ញុំអត់ស្គាល់មែនគាត់ណឮសូគេថារឿងកាសេបេសេអាហ្នឹងគឺខ្ញុំឮសូគេថាមែនតែមិនដឹងតួនាទីគេធ្វើអីទេគ្នាអត់ដឹងទេបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំបងគេលោកខ្ញុំអត់ស្គាល់សេអាកាសេបេនឹងផងគាត់ណហៅលោកហ្នឹងគេវាយខ្ញុំអស់50,000ហើយវាយខ្ញុំ50,000ដល់ពលាហៅមិត្តទៀតវាយ50,000ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងឲ្យគេហៅអីតើឡើយខ្ញុំសួរគេទៅឲ្យហៅបងបាទគាត់ដល់ទៅនឹកហៅគេបងហ្នឹងអស់100,000ហើយមួយបាទ
ហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺថាចាប់ដើមវាយរហូតសួរសួររហូតចឹងហ្មងថ្ងៃមួយវាយខ្លាំងពេកខ្ញុំក៏យកដៃរងចឹងយកវាឈឺពេកយកដៃរងបាក់កូនដៃខ្ញុំបាទបាក់អាកូនដៃហ្នឹងដល់វាយបាក់កូនដៃចឹងថ្ងៃក្រោយឃើញយកអាតកាប់ហ្នឹងមកមួលអាខ្ចក់មេជើងខ្ញុំហ្នឹងមួលយកតកាប់មូលចឹងវាអត់ដាច់ដល់ហើយវាកត្រាក់ចឹងទៅបាទហើយជើងខ្ញុំបាទញ័រតតាត់ហ្មងជើងបាទក្រោយមកទៀតបានយួរចំនួនប្រហែល7 10ថ្ងៃដាក់ខ្សែភ្លើងខ្ញុំខ្សែភ្លើងហ្នឹងមិនមែនដូចលោកដូចគាត់មានផ្សាសទេខ្សែភ្លើងអាខ្សែភ្លើងតាមជាងហ្នឹងហ្មងអត់មានអាល្វីចឹងទេខ្សែភ្លើងតាមជាងហ្នឹងមើលខ្សែភ្លើងមកកំពុងបាទអីដល់ហើយដាក់អាខ្សែភ្លើងខ្ញុំហ្នឹងក៏វាខ្ញុំទៅគឺស្រឡប់អត់ដឹងខ្លួនអាភ្នែកយើងចេញមកសិតតែភ្លើងមកហ្មងហើយអាខ្ជិះយើងហ្នឹងលឺសូរតែម៉ាស៊ីនឆេះគឹកគឹកក្នុងខ្ជិះយើងហ្នឹងបាទហើយអ្នកវាយហ្នឹងគឺថាឈ្មោះវាសំទោសឈ្មោះវាអាសេងហ្នឹងអាសេងអាទឹកអាហូអាហូហ្នឹងស្លាក់ពលនេះបាទលក្ខពលនេះបាទតែឥឡូវតាមដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅថា3អ្នកហ្នឹងងាប់ទាំង3អ្នកហ្នឹងបាទបាទអាហ្នឹងបានខ្ញុំជម្រាបលោកដូចចោះបញ្ហាហ្នឹងសំណាងលោកដូចអត់វាយខ្ញុំបើលោកដូចវាយខ្ញុំលោកដូចអត់មានឃើញពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងជម្រាបឲ្យត្រង់អញ្ចឹងមករៀបចំនៅរំអីនឹងណោហើយការនិយាយស្ដីវាឲ្យមានគុណធម៌ល្អជៀសវាងការប៉ះពាល់ព្រោះទីនេះសកម្មភាពណាវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែជែកវិញ្ញាណសំខាន់គឺច្បាប់ណាអង្គហេតុហើយនិងអង្គច្បាប់ដើម្បីយកមកវិភាគសាអំផ្ដាល់យោបល់ជាសិទ្ធិរបស់អំក្នុងការបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាទាំងឡាយដែលអំពើរបស់កងកម្លាំងខ្មែរក្រហមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងបុគ្គលិកដែលបានប្រព្រឹត្តចំពោះអំទាំងរូបរាងកាយផ្ទាល់ទាំងស្មារតីនិងទាំងទស្សនវិជ្ជាផ្សេងទៀតដែលអំមានលទ្ធភាពអាចផ្ដល់ព័ត៌មានដល់តុលាការហើយទោះបីយ៉ាងណាយើងប្រើអកប្បកិរិយាថ្លៃថ្នូរដើម្បីជែកវែកញែកគ្នាហើយកំខុសឬក៏ត្រូវឬក៏ការវិភាគបកស្រាយច្បាប់នោះអង្គជំនុំជម្រះនឹងយកព័ត៌មានទាំងអស់ទៅពិភាក្សាដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេចមួយសម្រាប់ការផ្ដន់ទទួលយ៉ាងលទ្ធភាពគឺទុកលទ្ធភាពជូនមកខាងអង្គជំនះជាអ្នកដោះស្រាយចោះចាំតទៀតណាអ៊ំតទៀតណារឿងរបស់អ៊ំគឺអាចបន្តនៅទស្សនវិជ្ជាទាំងឡាយដែលអ៊ំបានជួបប្រទះនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះរហូតអ៊ំអាចនិយាយរហូតដល់ពេលរំដោះដោយកងទ័ពរណសេរសាមគ្គីរំដោះជាតិខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមចូលមករំដោះប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានរស់រានមានជីវិតឡើងវិញអំអាចបន្តទៀតនៅទស្សនវិជ្ជាទាំងឡាយដែលអំបានជួបប្រទះនៅក្នុងអំឡុងពេលក្នុងប្រៃគុកទួលស្លែងគុកស21ក៏ដូចជាក្នុងអំឡុងពេលដែលអំបានចាក់ចេញនៅថ្ងៃទី7រហូតដល់ពេលអំបានវិលត្រឡប់មកក្រុងភ្នំពេញវិញសូមអញ្ជើញសាលោកអ້ອຍបានជ្រាបថាអ្វីបើខ្ញុំបាទមិនឆ្លើយការពិតបើខ្ញុំបាទមិនធ្វើអញ្ចឹងលោកប្រហែលជាអត់ដឹងអារឿងរ៉ាវហ្នឹងទេបាទព្រោះរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាសិតតែពេលចូលទៅហ្នឹងដែលខ្ញុំថាអត់មានធរតិចហ្នឹងវាអាមឹងរហូតបាទអាមឹងរហូតហើយម្លាយគឺថាជាប់រហូតហ្មងម្លាយខ្ញុំបាទបណ្ដួយម៉ែហ្អីហើយអត់ព្រមឆ្លើយនឹងអាហោអាផ្សេងប្រាប់វាប្រាប់អាហោនឹងថាបងមើលឃើញនេះវាអត់ព្រមឆ្លើយហូនមូដៃអាវអញ្ចឹងហ្មងបាទមូដៃអាវដាក់ខ្ញុំបាត់ផាក់ផាក់ផាំងបាក់អស់ពតមួយយកពតមួយទៀតវាយខ្ញុំទៀតផាក់ផាំងទៀតវាក៏វាត់ពតចោលបាទក៏វាត់ពតចោលនឹងអាហោនឹងណាបាទបាទអានឹងគឺថាខ្ញុំជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមតាមដំណើរអញ្ចឹងនេះអានេះការពិតបាទបើខ្ញុំមិនឆ្លើយការពិតក៏វាមិននេះដែរបញ្ហាហ្នឹងបាទអរគុណណាស់ដែលអំបានផ្ដល់ព័ត៌មានការពិតនេះប៉ុន្តែរំលឹកមិញគឺមានការនិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់ជនជាប់ចោតអំពីយើងថាហាក់ដូចជាការយើងប្រន្ទាឬក៏
ថាគាត់នឹងទទួលអីអីចឹងបើសិនជាវាយអីចឹងណាយើងចង់ប្រើថាពាក្យថ្លៃថ្នូរកុំឲ្យវាមានការប៉ះពាល់ដូច្នេះយើងនិយាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសហើយច្បាប់ឬក៏ហេតុដែលកើតមានឡើងជាក់លាក់ដែលអង្គបានលើកសពគ្រប់គឺជាការត្រឹមត្រូវណានេះជាព័ត៌មានដែលអង្គជំរះឬក៏អង្គសកម្មភាពចង់បានណាប៉ុន្តែមិនចង់បានថានិយាយទៅប៉ះពាល់បុគ្គលណាមួយមានលក្ខណៈគេហៅថាវាមិនត្រឹមត្រូវណាបាទវាមិនត្រឹមត្រូវមិនគួរនិយាយនៅពាក្យខ្លះគឺយើងមិនគួរនិយាយទេនៅពេលនេះអានេះថាយើងនិយាយនៅក្នុងពាក្យត្រឹមត្រូវណាបន្តទៀតបន្តទៀតហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺថាគេវាយខ្ញុំវាយ2 10ថ្ងៃ2 10យប់បាទវាយយប់ក៏វាយថ្ងៃក៏វាយតែម៉ោង7ព្រឹកគេយកទៅយកទៅអាគៀងត្បូងនោះយកទៅខាងលើអាលើបំផុតនោះយកទៅកន្លែងនោះបាទទៅបដើខ្ញុំបាទទៅដល់អាត្រង់កន្លែងគេដាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងហ្នឹងមានគួលឈើមួយនៅទៅទឹងផ្លូវហ្នឹងដល់ហើយខ្ញុំដើរជុលអាគួលឈើហ្នឹងគេចាប់ទាញសក់ក្បាលខ្ញុំគឺថាគេថាអាចដើរភ្លឺទេអាចអត់មើលហើយខ្ញុំបាទក៏មិនហ៊ានតគេដែរមើលគេចងភ្នែកចិត្តទៅហើយបាទបញ្ញាហ្នឹងហើយទៅដល់អាគៀងត្បូងហ្នឹងគឺថាផ្លឹកជាតិហ្នឹងចង់អាយ៉ាស់អស់ហើយទាញឡើងរហូតចឹងដល់វិញទាញចុះរហូតចឹងគឺថាពេលម៉ោង7ព្រឹកនោះរហូតដល់ម៉ោង10ថ្ងៃត្រង់មកមិន10ថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងគឺគេឲ្យទឹកបបរទឹកបបរមកពេកទេអត់មានគ្រាប់អង្ករទេបាទដល់ពលាម៉ោង1បានគេចាប់ដើមទៅទៀតម៉ោង1ជាងហ្នឹងគេមកយកទៅទៀតរាល់ថ្ងៃចឹងហ្មងគឺថាគេដាក់ខ្នោះដៃគេចងមុខអីស្អីហើយចឹងយកទៅអាគៀងត្បូងស៊ូរឿងសេអាកាសេបេខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ផងហើយគេនៅតែស៊ូវាយស៊ូវាយស៊ូរឿងហ្នឹង2 10ថ្ងៃ2 10យប់ទៀតបានដល់ក្រោយមកអញ្ចឹងគឺថាគ្រប់2 10ថ្ងៃ2 10យប់ហ្នឹងបានមានពួកគេនឹងម្នាក់មកប្រាប់ថាមិត្តឯងកាលណាដេកយប់អីបង្រះអីអញ្ចឹងទៅសុំគេទៅសុំគេបងបងខ្ញុំសុំប្រែខ្លួនបើយើងប្រែខ្លួនអត់បានសុំគេឬសូអាចវៈនឹងរឹងណាគេថាយើងកាច់ចង្វាក់ហ្នឹងម្ល៉េះគេវាយយើង200ពាត់បាទកាច់ចង្វាក់ហ្នឹងអំឡោះហើយយើងគោរពតាមគេហ្នឹងហ្មងយើងអត់ហ៊ានធ្វើអីទេរហូតដល់ទីបញ្ចប់គេថាមានមិទ្ធីឈ្មោះមិទ្ធីមកដល់សួរថាអាណាមួយឯងមកវិអូអស័យហ្នឹងអាណាឯងមកវិអូអស័យហ្នឹងឯងចេះធ្វើមិនសិនដេឯងខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់ដល់បងខ្ញុំចេះបងដល់ហើយថាអាឯងស្អែកចេញធ្វើមិនសិនដេតែឯងកុំរត់តែរត់បាញ់ឯងចោលហើយឯងបានក៏ທາງខ្ញុំអត់រត់ទេបងបាទដល់នេះចឹងព្រលឹមឡើងឃើញយកខោអាវខ្មៅខ្មៅហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំស្លៀកពាក់ហើយបញ្ចេញទៅខាងក្រោយបាទបញ្ចេញទៅធ្វើការខាងក្រោយហ្នឹងខាងក្រៅលបងហ្នឹងអាកន្លែងខាងក្រៅលបងហ្នឹងមានគេបបោបាយមានគេដាក់កំណោខោអាវពូចឹងកំណោខោអាវហ្នឹងហើយគេឲ្យខ្ញុំរុញអាភ្លើងបបោបាយហ្នឹងឲ្យខ្ញុំរុញថាមិត្តឯងនៅចិត្តហ្នឹងរុញភ្លើងបបោផងហើយគេដួសបបោអស់ទៅនៅអាកាកាហ្នឹងមិត្តឯងហូបទៅហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរតាមគេអញ្ចឹងគឺរុញភ្លើងបបោអីអីគេអញ្ចឹងហើយនៅសល់កាកាខ្ញុំក៏ឈូសអាក្តាំងបបោហ្នឹងមកធ្វើម៉ាស៊ីនដេផងហូបផងហើយវាប្រាប់អាកុំអោយបងបងឃើញហើយបងបងឃើញវាយហើយដល់ហើយខ្ញុំឃើញគេមកអញ្ចឹងខ្ញុំញាត់អាក្តាំងបបោហ្នឹងទៅអាម៉ាស៊ីនដេហ្នឹងហើយពេលនោះខ្ញុំជួបលោកប៉ិចទៀតស្រាប់តែលោកប៉ិចដើរមកខ្ញុំថាអូលោកប៉ិចតើហើយលោកប៉ិចហ្នឹងគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាពីសង្គមបាទគាត់មេកានិកខ្ញុំក៏មេកានិកដែរធ្វើការជាមួយគ្នាដល់នេះចឹងអត់ហ៊ាននិយាយអោគ្នាទេមួយអត់ហ៊ាននិយាយអោគ្នាទេបាទព្រោះថានៅធ្វើម៉ាស៊ីនដេហ្នឹងប្រហែលម៉ាស៊ីនដេហ្នឹងប្រហែលជា30គ្រឿងធ្វើហើយគេសួរហើយចេះធ្វើម៉ាស៊ីនអង់គ្លេសលេខទេខ្ញុំថាខ្ញុំចេះបងខ្ញុំចេះតើបាទធ្វើអាម៉ាស៊ីនអង់គ្លេសលេខនឹងឲ្យគេបាន2គ្រឿងបាទក្រោយមកបានគេឲ្យទៅធ្វើម៉ាស៊ីនបូមទឹកចេះធ្វើម៉ាស៊ីនបូមទឹកហ្អាយចេះ
សិនបូមទឹកក៏ចេះមិនសិនត្រាក់ទ័រក៏ចេះណាឲ្យធ្វើអំសិនបូមទឹកហ្នឹងវាឲ្យខ្ញុំបានទៅបង្រៀននារីផងមាននារី2នាក់បង្រៀនមកថ្ងៃមួយលឺសូអាកប៉ាល់ហោះមិនដឹងលឺសូយ៉ាងម៉េចលឺសុកគ្រុកគ្រុកគ្រុក3ដងហើយបាទ3ដងអញ្ចឹងដល់ហើយអញ្ចឹងក៏បានផាយជា3ថ្ងៃពួកអនុងគេប្រែហើយពួកយាមពួកអីហ្នឹងគេប្រែអាកតុសៀអីនៅជុំវិញខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងបាទមុនដំបូងអត់មានកតុសៀអត់មានស្អីស្អីទេគឺតែមានតែកភ្លើងយាមឯងដល់ពេលហ្នឹងមានកតុសៀអីយាមនៅតាមមាត់ទ្វារហ្នឹងដល់ហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំក៏នៅធ្វើម៉ាស៊ីនដេធ្វើម៉ាស៊ីនបូមទឹកនៅក្នុងមានថ្ងៃមួយស្រាប់លឺសូរត់ក្រោះមកវាច្បាមអំពៅមកគ្រឹកគ្រឹកគ្រឹកគ្រឹកគ្រឹកគ្រឹកអញ្ចឹងហើយអាភ្លើងចិត្តបាញ់មកក្រប់ក្រប់ក្រំក្រំចូលមកអំពេញហ្នឹងហើយមានពួកគេនោះម្នាក់ហ្នឹងគឺថាគេជិះម៉ូតូមកគេប្រាប់នារីហ្នឹងថាអត់ស្រួលទេនារីតោះទៅផ្ទះវិញគេហៅនារីហ្នឹងទៅតើតួខ្ញុំនៅលេឡានៅនោះខ្ញុំអត់ដឹងទៅណាពេលនោះអឺពួកគេនឹងលបិចអីគាត់ចូលក្នុងអាកតុបវណ្ណាតគូរូបនឹងចូលនឹងអស់អ្នកដីសេះសល់ទាំងប៉ុន្មានចូលនឹងអស់ហើយខ្ញុំចូលមកក្រោយគេចូលមកក្រោយគេនឹងអឺវាជេរថាអាចុយម៉ែឯងក៏យឺតយ៉ាវហ្មងបាញ់ឯងចុយម៉ែឥឡូវប៉ុន្តែពេលនោះមានកូនក្មេង2នាក់នៅនោះកូនក្មេងពីរតទូចទូចនៅនោះកូននោះខ្ញុំសួរអ្នកប្របនោះសារមុតនារីកូននឹងកូនវិណាគេនារីនោះឈ្មោះមុតសុខខ្ញុំសួរអញ្ចឹងថាកូននឹងកូនណាគេហើយវាថាកូនតាចេងអនតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏អាក្មេងនោះវានេះនៅក្រៅលបងនោះទៅហើយខ្ញុំចូលមកក្នុងហើយដល់ចូលមកក្នុងអញ្ចឹងវាឲ្យចូលក្នុងអាកតុបគូកំនូនឹងគូកំនូនឹងចូលក្នុងនឹងខ្ញុំមុនចូលនឹងឃើញពួកវា4 5នាក់ដកអាកលឹះគ្រាប់បែកកាន់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយនៅតាមអាមាត់ពងអួចហ្នឹងដល់ហើយខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំខ្លាចវាបោះគ្រាប់បែកទៅខ្ញុំចូលក្រោមតុកចូលក្រោមតុកបានប្រហែលជាយើងប្រហែលម៉ោងមកដល់10ម៉ោងមកដល់10បានបញ្ចេញទៅបញ្ចេញពួកខ្ញុំនឹងទៅអារត់ក្រោះក៏ទៅខាងកើតផ្សារថ្មីអស់ហើយដល់បញ្ចេញពួកខ្ញុំទៅវាឲ្យទៅបដើភួងជាប់រហូតចឹងមកគឺកំភ្លើងភួងជាប់កំរត់ដើរត្រង់កំរត់ដើរចឹងទៅដល់កាច់ជ្រុងរឿងផ្លូវហ្នឹងចូលក្នុងផ្ទះថ្មហ្នឹងអាផ្ទះវិឡាហ្នឹងចូលមកសន្ធុះធំបានវាឲ្យធ្វើដំណើរទៅលើអដែងទូតចិនទៅទូតចិនហើយទៅលើវត្តអន្សំកសលវត្តអន្សំកសលហ្នឹងនៅអង្គុយនឹងទល់តែយប់ហើយអាហ្នឹងស្ដាប់ឮសូរតែកំភ្លើងហ៎គ្រប់គ្រប់គ្រប់មកកប៉ាល់ហោះអីងាវចុះងាវឡើងងាវចុះងាវឡើងពេញនឹងទាំងអស់នឹងបាទដល់នៅវត្តសំកសលនឹងតល់ប្រលប់មើលគ្នាអត់ស្គាល់បានបដើទៅតាមចកាដងនឹងបាទទៅតាមចកាដងនឹងខ្ញុំយប់ខ្ញុំមើលទៅបែបវែងដែរវាច្រឡំដែរប្រហែលទៅអង្គុយធងបឹងជើងឯកនឹងកំដឹងអីដឹងអង្គុយមកសន្ធុះតែវាធុំក្លិនស្អុយទៅបានមកសន្ធុះធ្វើដំណើរទៅភេសរដល់ទៅភេសរទៅអង្គុយនៅភេសរនោះអត់មានមនុស្សទេស្ងាត់ជ្រាបអង្គុយនឹងទៅដល់ហើយរៀបភ្លឺបានធ្វើដំណើរទៅទៀតធ្វើដំណើរទៅទៀតហ្នឹងគឺថាទៅដល់រឿងអង្គស្នួលហ្នឹងភ្លឺប្រហែលជាម៉ោង7ព្រឹកហ្នឹងភ្លឺនៅហ្នឹងស្រាប់តែឃើញគ្រួសារខ្ញុំនៅហ្នឹងបាទគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងគេចាប់គ្រួសារខ្ញុំមកអាភេសរទេអត់ដឹងទេបាទឃើញគ្រួសារខ្ញុំនៅហ្នឹងហើយនារីនារី4 5នាក់នៅកន្លែងចំការលឹកហ្នឹងគឺថាដល់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំថាបងបងខ្ញុំសុំជួយ3កូនខ្ញុំទៅផងហើយដល់ហើយវាថាអើជួយ3កូនទៅផងទៅបានក៏នាំគ្នាទៅនារីអីឆ្លងខ្នល់ទៅខាងជើងទៅទទួលពលកំពុងតែឆ្លងឡានវៀតណាមអាសេនសេវៀតណាម2ឡានមកដល់ហ្នឹងគឺថាវាបាញ់ផ្ដាច់ធំហ្នឹងហ្មងដាច់មកកណាត់ថយក្រោយវិញមកកណាត់ឡើងទៅលើខ្ញុំឡើងហួហើយហើយមកកណាត់ដោយលុបិចអីហ្នឹងវណ្ណាតអីហ្នឹងគេត្រឡប់មកក្រោយវិញខ្ញុំឡើងទៅហួឡើងទៅជាមួយតាទួនជាមួយតាឌីផុនប៉ែតថ្មីហ្នឹងឡើងទៅគេឲ្យសំដៅទៅអំលៀងខ្ញុំក៏សំដៅទៅអំលៀងហ្នឹងតែគេរត់ចោលខ្ញុំអស់ហើយបាទអត់មានព
pu on nong ot mien ka phie khom ay ot hay keu ta ruot chao khom os nou khnie 3 neak kruo sa khom nang 1 ta eng kapuong cham ni 1 hay khom 1 3 neak chea da 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 teu tam khroy ke nang ke ke teu teu jeung da tam khroy ke teu ba hay jeung teu dol la a ha wat 1 ha wat srah thul wat srah thul nang plop plop khom chol teu som ko ke bo bo bai houp ba và đã từ đó nó chỗ nông quạt nó xe vào khơi từ hiền buộc mai của họ mang phải gì hàng sập nè nông quạt ra thôn lớn đã hỏi khi chỗ sông có khi xưa là mật ai mà bị ná khi tha khi mà bị cái lạnh cắt đê đã chẳng sau cầm nát này ná ấy này ná khi tha nơi hàng bộ pì nơi hàng phải về đã chẳng à giống nơi nông sân này chạm sông sập bớt vì ông cả bán đấy chạm tư nhóm cô nâng khi ao dân quỳ kề muối nâng một sả lục chan nâng nâng quỳ kề nâng đào hỏi phải gì chấm pan mới phải gì giúp dân mong pin lọp cầm nâng em nâng mong lọp cầm nâng thể hiện chân ở tới thể hiện chân ở tới nơi chlop mình nét spia gặp lương cà lập bin nâng nơi đào chung với nhà kề không để nâng đào hỏi mong pin lọp chẳng sẽ và khơi khi việc bay nẹt tiệt châu máu của phương AK khúc đầy mà xua thả nó bay nẹ đây giờ tôi phải chào lắm ấy là chlop nó người ta nó đợi đi lực kề nó và đợi đi lực kề nó khi ông có nhẹ làng tới việc thả lấy ban số bột bị on cá ai to việc chun tử chun đầm nào tử mà đòi chấn việc thả mật này đi đào tôi muốn nữa mật này đi đào dữ đó mình đi ai đào tôi muốn nữa tới à khua xa khi ông nó có bay à con tầm cao đoàn pi khai nó bay đời cho mùi nó cứ tới đâu phải gì tới bị quát tới phải gì mà cái lô đấy người khai phứa đó hỏi chấn có sập việc bánh bánh ra từ lơ cua xa em nắng ra khai phứa nắng cua xa em sẽ giờ ba phía với ruột tới cái bánh em ơi ruột tới cái bánh em ơi đó làm tích bật một tới mà bánh lơ tại ấy nâng tiết tại ấy nơi bị mục nhau mắng bánh ra ta anh đua pru tới sạch mấy ruột cái sầm lấp ấy mấy anh ấy ruột tới nhóm của ruột tới việc nhập nhóm bà bị nâng tân ông đá vượt bánh à ra o mặt bằng chân tới bà về chọn mặt bằng thì cầm đang em đang ở việc ngặt tới nhóm kịch à nông tập bốn kịch nông tập bốn là hai kịch nhóm ấp châu tập bốn cái nhóm đua luôn luôn ai pru sai chân mong luôn mà khai pru tại việc tha chôn tập bột nâng mánh chôn tập bột nâng mánh tại việc bánh không tập bột nâng pin tập bột nâng cá bớt nhem luôn tay ngài vậy ai nhem là ruột tơ nghiệp và xa lục nâng ruột tay nà đi buồm dương về nhem nâng ruột tay nà đi ruột tơ riệp lư chân tới dân châu prey thằng ngon nâng prey chân tới đòi giúp mừng thì ắt có bàn chân ruột tiệt ruột chẳng tới đó bị là đây riệp này nắng cứ đây dân châu prey chẳng đó này chẳng dân ruột tới cứ riệp lứ dân châu prey tiệt mà bay giúp mà này giúp mùi nó nhầm ruột tới chuột nơi đi pi nẹt tu là ai sờ vô sờ tới cần sờ chẳng xua mệt nơi đi chật đó nói thoát bông việt thả hê thoát bông mọi này nắng mặt bông nơi khối nè anh ấy đo âm lượng ấy nưng đo là âm lượng nưng nhìn được khơi nhà âm lượng nưng cái ao xem sầm tai màu âm lượng nưng đo háo nhìn được khơi chắc người ruột tập lập một vùng mà ruột tập lập một vùng mà ta ao ta riệp lưỡi nhầm châu prey riệp lưỡi nhầm châu prey châu buồn gì tại bên nung chim mèo sa lô ắt miên squal tức mặt thằng nó đi dây bị mọt nưng khá đôi ở đây ní chăng mà ruột tắc đưa đến cái bao chẳng ruột là hô chẳng một đo nhưng cái hai tháp khum thống chật mặt bồn nữa xua kì tới xua kì thà mất chật đo nó mặt bồn cái đó mặt bồn mưa tới khơi lâm mà nhưng chẳng khi ông sầm tai tới mặt bồn nó cũng buộc mặt bồn bây là đang khi tới ăn một mặt bồn nó bảo khi ông đâu mặt bồn nó khơi bằng như đâu phơi khơi ta lập một bình bình mà đó khi ta sầm tai một mặt bồn nó khơi nhập lại đánh cao khi tới nữa đó chẳng à phía chuôn nơi tam trường phun nước vừa kia tự ở linh ắt nên sau mà nẹt na đây nhầm chồ tự tổ mùi nắng khơi nhà cái bật kẹ mùi vừa về này nhầm lìa cái bật kẹ nắng lì đà
chỗ ta tô mùi nó khơi cái đam bơ đam ấy cặp đam bơ cái nó bàn pì đam và cặp bơ bàn pì đam nó hộp bơ nó mới hộp dây bị ắt chong khẹ cả sao này và chong lép từng cá phần là khai sẵn và chong lép từng ôm mà ấy đà phong ấy phong lìa các bật nâng là hốt màu đó là cái hào phùm cái nàn rồi đó phùm là cái nàn rồi nó chụp bộ về phèm đọc nẹ thiệt cùng là khi chia chuồn ai chia chuồn tâm mặt tiếc ai tơ âm làng đó mà đó lắm khi em thà khi em ọt ruột tiếc khi em ọt kịch tiếc đà dùm đá về mà em mất cặp niềm hồn mà đó đà dùm đá về xưa mất đầy tơ ná khi em thà khi em tơ vô câu nơi hạ co sao nào màu vinh ấy, em tham màu vinh, em tập lọp màu vinh. Tại đó sau này vẫn em có họ kia là hốt. Tại đó sau phụ sau cái xưa mình ai tới na, em tự do cô nơi kia và tam ca bất em ăn miên cô nơi nương nghề mà ăn miên cô nơi nương che có họ kia là hốt mà ấy là hốt mà đó kia lưng cứ đã bán chua cua xa hoàng ấy nấy về nơi đấy cho mùi cua xa không đài. Cô xa cái mùa ngày nó đế cho mùi cô xa cái mùa này sạp tờ nó nó đế cho mùi cái này nó khỏi máu bán nó bổ mô sâu bổ mô ấy đặt chừng rục đặt ấy dân tới đó hào ấy dân tới khơi Việt Nam nhóm chỗ là bóng sở cái nó chỗ bóng sở dùng ngom nó bóng sở đó Việt Nam tới phát tới bàn chành tờ tiền mà chành thư ca cái anh đó bên lúc cứ thật lại Việt Nam khi em khai nè mà đó mình ở bãi chan nè mình ở bãi chan nè du tới đó cái hai bị chung mà em có tới bị chung dùng mùi kia này đó khỏi mất em xong thà ở xong xong châu thừa thì hiền không thì thà ở ở thử bà ấy bảo pel nó người em bảo sơn anh em bàn thừa thì hiền em tới à vọt ra thôi luôn này mà vẫn là cái ở ở thừa mà ពេលខ្មែរក្រហមបានជ្រើសរើសយកអ៊ំមកធ្វើការនៅក្រុងភ្នំពេញតើប្រពន្ធរបស់អ៊ំនឹងដែលថាអង្ការគេមើលថែឲ្យនឹងគេបានបញ្ជូនមកជួបជុំជាមួយអ៊ំនៅភ្នំពេញដែរឬទេ គេឲ្យមកចឹងគេឲ្យមកនៅម្ដុំច្រាំងចម្រេះនៅកមកានផលនៅច្រាំងចម្រេះហ្នឹងបាទក្រោយមកទៅដល់ពលាខ្ញុំគេឲ្យមកអូអស័យឲ្យមកអូអស័យហ្នឹងខ្ញុំក៏បានសំណូមពរសុំគេថាឲ្យសុំគ្រួសារខ្ញុំមកអូអស័យហ្នឹងគាត់ជួយដេកជួយអីគេហ្នឹងចិត្តគ្នាបាទហើយគេក៏យកគ្រួសារខ្ញុំមកអូអស័យហ្នឹងបាទ đăng tế tha nẹt bọc quần là muối đài sầm rạch chập khuôn ôm nẹt đài chanh đài sầm rạch chập khuôn ôm đăng đế nè nà kế tam nhầm vô lúc nhầm môn nâng chập nhầm nâng miên lục côn nâng côn nâng chia bạc thiên tử tua khóc trơ cả lãnh cắt đây nâng bề nung cái chập lục côn bát này mà chập lục côn bát tới bàn lang à nụ nứng lang ta chôm ngồi chôm nứng lang bậc thiền rồi mới chập chôm nâng tiết chập chôm nâng tiết bàn lịch mật lin mật giống thư bậc thiền tiệt bề nung mật giống vậy phải học nhom tha quạt nơ rất nặng gì nứng quạt mưa côn tầm ráy ao bồ bột mà côn tầm ráy ao bồ bột hay cho nó nung quạt đốt à spien tới bỏ cái đốt spien tới bỏ cái hay à spien tới bỏ cái nữa là nó khiêm chul khiêm thở nói việc đốt à spien nè nói bạn khiêm pe nung khiêm ăn hiền vậy vừa vì miền ca tẹt tôn hay là mùi mật dung hay nung pol pot nung khiêm ăn hiền vậy khiêm bắt thầm nung từ rồi máu kê chắp mật dung bắt tới khơi mật nửa thì mình nhẹ màu bị dương nè đấy khăng cái chung một vằn xây riêng tiếp tham ai một lần và một vằn nấng cứ đào màu cái lạnh cồn buồn nấng hay bên nó miền mật linh
mật lên nâng chia màu ruộng xã ca chứ mấy mùi mật văn nâng bê nó ngọt mật văn hay mật lên nâng ấy đây chập nhau màu dương tua xoay nâng bê kê chập khuôn ôm nâng kê prap thả ôm nâng miên cầm hò ở vây tế nơi khăn ông rộp bọp Campuchia bây giờ thập tay nâng áp ớt miền ấy đến bị một đòn phím ông kết mới tha ta cái chun mà ông một đòn châu lực nông một tí sẵn sắp xo một phây mùi là tại mà đó rồi có mình chun và chun mở tới đó thì sẵn ca thì cả lại mùi xe tiết đây là trời miền cao bà cô là tuôn rồi viên nẹ bà chun hay nâng nẹ tuôn ông thế môn nâng bà chun châu lực nông mình thì sản xuất bây giờ thì có bây giờ bán cục tù xe lại nhu ạ châu mà đoàn lại nâng cứ đã ạ miên nẹ tù lấy cứ đã cái chanh bớp bị khăn ông ạp tiền nâng máu cái đạc nó khi em mong quay khăn nó đáy khi em nâng cứ đã cái bị chú châu màu tù xe lại nâng mà đó bẹ cả đáp lấy nhầm xong ôi chui mơ cổ xa nhầm cái thẹn nhầm tù cặp một nơi cả lại nâng mong ông man gì mấy tha gà chập khuôn mọi chuyện mùi khnien nó bay nè hay về chỗ đọt phím cứ miền bài bọt mũi đọt mục chính hay xua ông pi sai quả đa ông pi dẹp bờ vót pi dẹp bờ vót cọt tra chỉ dẹp bờ vót rồi hái cái thọt rụp như thế thọt rụp rồi hay bàn tứ đọc thẩm liệu bổng vẹn chánh hơi rung múc tròn xếch và chun lần tự đạn được khăn ông ạ kia khung khuôn cho nẹp xe nhận nẹp bay nẹp xe nhận nâng thư kê bộ phật chẳng buộc gọt đôi ông này tí khi em đòi khuôn cái đòi khuôn nên nhưng chẳng đăng phía bà chun châu là bà chun châu là máu bà miên bay nẹp mà nè chẳng về đài thọt rụp về đài cái xua chi vẹp bổ vót đọc thẩm liệu bổng vẹn hay năng vay khăn hỏi nâng cứ ông đăng tha kê bổ vật đôi ông này thế chứ buồn nẹp bì nẹp thình thế đem cái chập luôn mọi chứ mùi ông nụ mà ông kê trời kê ông và nhặt thấy ông phù hợp cana ông ở nị dị đời mình bật cái ba microphone xong lấy ông ở bàn lư từ đó nẹt bộ prai thì vẫn nẹt bộ prai nó ở lại bộ prai bàn đi vẫn lư từ nơi tin ní nẹt xây chết cái ở sập bàn đấy chỉ phải xây chuyên diệt bộ rồi tí còn ở sập bàn ở đây thằng nẹt bộ prai sập mình bàn vẫn ông từ chồng chăm được vì để ông chơi một người chơi ông chơi ba microphone sân và chứng ông bây đây khi bị chun ông nước miền này tha ông từ cái giọt từ đặc khung kháng nơi khăn ông bận tục tội đại miền tây mà này ai gì bật mẹ tí bạn chỉ mẹ xa lâu bật mẹ này ông man nị dị trán ông pi cả đài cả bộ phận bộ mặt trời bộ bộ cơ lực nơi mình đi so mà thấy muối trong po ông man này tha chấp tăng pi pi để ông châu tự đo mình đi không khen nơi mình đi sản xuất so mà thấy muối cả xua chậm lời đài miền cả phơi từ rồi nó cầm đời cái hai tha bộ phận đáy nu chỉ
riêng rồi ngày chụp khnía đọc pì ngày đọc pì dục anh chăng men tí ba chim rẽ sa lô bật mẹ nè nè ông ban nị dây tha kê bia ông nâng rụng bọt nâng nông ông lòng pil đài kê xua chùm lấy hay ông chân nị dây tờ căn bộ kê đòi pra bị đài mình chòm đài bòm nông bọ kê kê ai đâm rơi ai hạ bong nô hay dừng mình pra bị chòm kê bia ông sà rộp tớ mùi rơi rụng bọt rụng bọt ấy kê tới rụng bọt nâng bị thay rụng bọt nâng bị riêng riêng dân mạch tới hay hay thưa ông pi ấy hay miền trung tây giang mấy chỗ đồng bọt nó ban chỉ miền sa lộ bọt nó cứ là miền bọt xây miền là dương bát tiền nghiệp miền là mấy chữ ấy thông thông và phần mấy đáy nên hay về nó cứ là khi mưa tới nơi à mặt hàng nó cứ là mặt bánh phần năng mỏng bọt và cho mẹ bày khi bát này kê không khán kê đại vi ông nơi không lòng phê xui chậm lời nâng ông cuối rưỡi co khi ao ông đi cặp mục từ lư ẩn cà rố ba chị miệp xa lộ cái ông cuối thấy cái đặt nó trường ông cuối xâm đầu trường á đặt nó trường ông quỳ cái ông tôi quỳ toa ắt rồi còn cái ông quỳ lừa cái ấy rồi còn lừa trường má nông nông pi là ông long kê là kê chặt tăng sầm nua xua đó ông nô mà cái ông quỳ toa ắt nó cứ sầm đầu trường toa ắt nó ngầm ngon nè cho cả cầu pi về nâng rụng bọt để ông cầu pi rụng bọt phù cầu pi ai cả sa cầm nát hết muốn phơi đầm bong để ông pi để dùng nay để pi đầm bong về miền lệ cả nát khâu pi rụng bọt và ông như vậy mấy cái rụng bọt mà này thá về chia riêng tầm hùng này này chơi rồi có một hết là bọt để cầu pi đứng về tàu chiến đầm bong nên để bị ai còn thầm có cả bàn chạy thành nhàn này pi thà rụng bọt nâng pi thà đầm bong bạn ta sầm nua xua xây chiến nữa xua tha cho từ run cam cày cày một tiền nữa cái prà ở vây đầm bay thui từ run cam ổng miệp sa lộc cái vay khi ông men vay kia đầm bong ấy vay mà mày ắt say bà pan mày đai bà pan mày chơi năng đến mà cả na o tới bạc o tới khơi cái giò một tiền bạn ta sầm nua cày chết nữa tha cả vay là biếm ní miền bắc miền đông tới nhiệm vụ ông đại kỳ prà rồng port nông ca xua drone nông cam xua nông pin xua chậm lời nỉ đại lấy cứ miền bắc nhà xây tiết cứ miền cả độ cả chó trứng hay nông độ vì chọn sài lớn nhom mình toàn xua đề vì vừa trong vừa đọc pi ngày chẳng còn rất này drone nông cam đại bập hết prà bập hết rồng port đôi để ông bàn lực lang chẳng phơi bài ní bắc miền lực bắc miền xá miệp sa lộc nên bơm bọt này chỉ riêng rõ ngày mong cứ ta tới khơi cái miền bọt đã nơi cái lại nâng sạp mong mà bạch nơi à kiên tộc kê nâng à côn tộc kê nâng miền tộc mùi nơi nâng hay cái miền đã ông lý lấy nơi nâng đã nâng kiên tộc nâng ta kê xu chùm lao dương mà thần thu hào chẳng kê màu quay à ông lý lấy nâng bảo dương mình cháu ấy ăn kì quay tiệt bảo dương cháu ấy tới kì màu quay ở Anh Lê Lê nâng mong hay một bọn cứ là miền chỉ riêng rồi ngay cứ là nơi kia tộc đã Anh Lê Lê nâng đến ta đây kê xua trong lời nâng kê xua lịch ông nâng ông pi bánh hà ở vây để chạy lẹ tử chạy bạc lọ để bầm nông để cả xua nâng kê chọn bàn ở vây để chạy lẹ để chạy bạc lọ nâng nông lòng phê xuôi trong lời nụ
bên nó cứ là kê xua ta rương C A K C B nó cái ắt miền xua ấy thế nên hay bây giờ chơi cái đại C A nó cái vai dương mà cái ao chơi là rương C A K C B hay bây giờ vậy bẹp phun là rương Campuchia không ấy cứ ắt man này anh cái vai dương này mà cho bên đây lượt thì bằng mắt đây cái xua chấm lời ông hơi bàn đỏ ở cái chỗ ở trường ông luôn ngày thì bằng mắt đấy nhưng mình bàn trăm ngày đấy nên phần là bởi vậy bị hướng đỏ cái chỗ và hai chị mà tất đấy bàn đỏ cái chỗ mình mà chẳng bàn ta về để ông chỗ tới nắng kia vì thưa đồn nhà cam ông nằm bay thôi chậm lời nắng hai chia ông long về mùa tết mà này thà ngày thì bẩm pel này để ông chồ từ đó thì nút từ cửa đồn nhà cam nắng men cả về cái độ trọ ông này gì ở chỗ ba lo mà mảnh bàn đập mà đo hơi bàn tay cả này gì ở lùm ắt âm pi lùm bìp này cả độ và trọ ông về chậm lời nắng về thôi chậm lời hay thưa đồn nhà cam độ và trọ này về vừa giang mấy bàn ở chỗ ba lo lời chậm lời gì và chấm điểm phần sáng lúc nên cứ là cả vay nâng cơm bón nâng miên phải trăm ngày cứ là việc đặt kiên nâng mặc bánh phải trăm ngày mọi người đò vay ở chợ vay chân hết nhiệm vụ đầy đó một bạc khôn đầy mà bạc khôn đầy hay ngày khởi chơi là vay tiết đò nhom thả việc ắt nhom ắt score là gương C A K C B nhom ắt đại score lên ắt đại chỗ lên khỏi máu vía gió à tập cặp mướn giờ tập cặp nó mua là cái chỗ trường ông mà mua là hay đòi ắt đánh việc cái trạ vậy việc cái trạ dạng đó mà là trường giống nhò tập trượt nâng mòn lên chẳng mà này thà vì ăn miên chạm mạch prai ôp cò ấy thì bộ trường ông nắng chuột nó rồi hời nè chuột nó rồi hời hời về giờ cái chỗ cho tập cặp nắng cứ chụp bay cái chỗ mi chưa ôm dần nè rồi bay tới ban tiền là bột thế cái chỗ nắng rồi coi còn tập bay thế ba giờ mình đi xa lộ tiền là bột đánh cái chỗ nắng màu mà đánh cái chỗ nắng màu mới chấp mua tập cặp chẳng hơi vừa ăn lại đó ăn lại cái chỗ nắng vừa cái trả tiền cho màu mà đánh màu cái trạ tiền đại nhưng là bố nâng về là bố tiền cùn cái chỗ máu thằng sòng máu rồi có việc đại tệ này nhà muối này cái chỗ thì rồi có việc là tiền máu là bố tiền à cùn cái chỗ đang máu thằng sòng chẳng máu ở trên đẹp xa luôn đền máu cái chỗ thằng đông nâng máu mòn ai lấy việc đọc bên dế không cái chỗ nâng đọc bên dế ba trên đẹp xa luôn đâu có ắt đôi đào hôm nay đền đó ăn đôi đào người làng viết cực ngon tay nà nó ông anh chơi trên cây mưa bằng hai anh tịch mưa trên mưa mục một mục bảo thằng nắng ông nắng này thằng nắng cho ông khát rồi tịch tiếng pi ở tiếng song khang này tại mê chương đi camera camera ai bật chăng chưa chọn chương bạn này ông chơi được rồi vinh cho ông chứng cả đây cái thuật đồn cam đời pra đằng cặp đồng bây chụp bạch hơi đỏ cho ông nâng cứ cái đỏ chương ở cái chỗ mì chương chẳng song khang tại mì chương đi nữa chàng song khang cứ mấy chương chàng pi nó chàng mền đấy ông bật mày cả đây cái độ cho ông nắng
không bị tệ mũi rư có không xua chùm lời mùi lước đọ mà chùm hiến hay xua khói mà tiết từ đọ mùi chùm hiến tiết miệng bà xa lộp mà ngay đọ mà chùm hiến mà ngay đọ mà chùm hiến nên cho phê đây cái xua chùm lời đời thưa từ đơn cam chọc sai phương nâng cái bảo vệ thi nâng bảo mạng đoàn đáy chung phù ống miếp xa lúc cái ai chọc nâng cứ là chọc bì đoàn xa lọc bì đoàn nâng ông bàn bàn chạy tha ca chọc sai phương nâng cứ mình đôi chân chụp chào chlai tì mà này thà ca chọc sai phương nâng mình pra đi làm mô là vây đây đi làm mô chân tì cứ ca chọc sai phương nâng cứ sai phương bì rồi mà phây vô đài pra nâng nông bộ quân kì xin đi chả rõ nà kì xin đi đài pra xe bòm ra bòm phư nâng kìa nâng cái to sai phương dông mà chọc đòi chạp thì chị ông chân ấy nhul cho miệp sao về nhọc không cái chuyện giang mòn nên nhọc không cái chuyện plut đòi dựng đua sập tới cứ đòi việc đòi chèn nhện chuẩn chụp cháu ban chơi thà vị thi đây cầm nót rồi có ai chặn nhát ở prapratarun cam nó cứ vị thi pra cái chọn sai phướn đòi rụp hiếp này dân vấn đề cả anh vật chất đấy cứ nhẹ đài thuê đồn cam xuôi chậm lời nước ban prau bỏ buồn này chả ron là kisni đài miền nơi tì nu vấn đề còn là tu school đài xa còn ở ban riêng nơi nâng tê cũng đất đám cứ trăm tê là quay đi quay đi làm mô đi vấn đề còi móc cá prau prau cũng đất phù chieng thò mà đá vấn đề anh thì phê bảy hà này cứ còn là nghiêm mình thưa cả cái prai được đặt vì nấy đó nè đại phật chẳng tì chẳng vì ai khóc niềm tin trong cả bị chẹp bị thiệp cho mình nên chậm lại bà con nè thầm nuo mới tiết thưa tha ông long phil đại cái thưa tôi nó cấm đại thằng thằng ông đại chơi bay chơi làm bột hay đọ cái chỗ chẳng rồi có chọn sai phương là hốt đó thật lọc chẳng thưa tha nơi không còn lòng phil cày một tiệt phìem phìem nưng á miền cà phê bà để miền krupet cái chặt krupet ở phía bà rồi bù rồi ôm đại tí chấm hẹp xa lố ăn miền pet là mà mờ mà ấy thế nên cứ đặt trường nưng đa ăn trăng rồi chứ ông ban nị dây tha nơi thằng ai ti đọc thằng ai ti bẩm pull khai mẹ ra trên năm upon bốn đại chất thầm bốn vì liền mong đọc muối sẽ thành lập hiệp nâng miền ca prai prul hay có ông ban bẩm mô phát đông cho môi nâng nẹ rô viên nên chỉ vật xây thiết nâng chạ chanh bì tì nô đời miền ca cầm riêng cầm hay như đây có oi đầm rong chúa đời miền ca chung đời cầm lương vì mình trầy vì còn tốt còn cầm lăng này mình đi sản xuất xo mà phải mùi phong xâm nua xua tha thì mùi á miền chùm nuôn nẹ đài rô riêng mình dì vật nẹ tù nhưng bệnh viện xa mạnh thà nẹ tù đài chập tư mình đi xo phải mùi rô riêng mình dì vật hai trời kia mình chung ở đời chanh vì thì nâng tư thua tầm nơi chanh tư tam tu tập bung tư đành phải so là hốt đó là ông man điệp rộp vì bảo vọt và ông mình những miền chùm nuôn và man nẹ đá hơi cái đặc nọ ở đây thì tí miệng phá xa lúc bỏ tam khi mình man rộp ôi bác lọt thế bà hai chì đọc nẹ chiêng đọc nẹ chiêng bằng năng hay ca đánh đặc nọ đại nâng cư cái ọt miền đặc nọ đại thế cư ôi dương đau sở rầy mong hay tay còn là chuông dương tam khôi
mình dùng nôn đồ mang nét đấy ông bà dùng nôn bà hai đọc rằm nét nên mà từ ông thua đồng nào chênh từ nâng ông lại ban chuộc chân chọc chào tí chạp bì bì ông chênh từ là hốt đó ông viên được không bì ông vùng viên cho lần và mang dục mang thang ngay nâng nâng dân mình dễ đi phụ ạch ban chuộc bình nốt đi và nằm lòng về để thua đồng nào tới nâng miền ban chuộc chung với chân chọc chào tí miệng xa lô khiêm ọt bàn chuộc thế và tục cái chuộc khiêm ọt xa lô kê phong năng ông chăm thế tha ngay đây chung một thi bàn thờ rộng ông xua rộng chiêng chua chua mà xin đê nâng nơi ngay khai chân năm ná miệng bật xa lô kà bây là nhà thì từ xưa nó cái chụp xưa chìm lao vậy nè cứ là cái chụp xưa chìm lao chẳng cái từ đầu nhóm nơi lại khung khang nè mà chẳng mà đây thà cái xưa chìm lao ông nó bị đập bị ngày đập bị dục và toàn mở cứ chụp xưa hay mùi hết này cái chụp xưa nó giang mấy bạn cái chụp xưa ông tiến mà mua là hai đây nhà cái chụp xuống nhom nắng đòi xa nhom tờ tuôn xa rập hiệp thạc nhom châu xe a châu ca xe b mền mà nhom xa rập hiệp thì dạng mấy bạn chưa kia chứa và dòng loài xa rập hiệp hay nằm ở kia chứa châu ca xe b dẫn ta ông miền đại chơi đại nẹt đầu tây xe tiết tế vì buồn hơi không tầm rung này là biếp xua chấm lấy cứ chấm lấy ông pi bảo chi vẹo bảo vót ông pi giờ cam một hiệp đã bỏ bọc quần ấy hơi nên giờ cam một hiệp bạc bộ xài nhé xài khắp bọt để thời miên được không cầm nọt hay này ca xua chấm lấy mà nuốt mà nẹt ta bỏ quần này ca cầm nọt hay xua chấm lấy ông nó cầm miên miên là cô đau là hồ đó giờ cam một hiệp luôn ông to hơi nên giờ cam một hiệp đã bỏ bạc bộ ấy chẳng đại tí xa lúc cứ đã khi mà chơi đặc nhóm châu xe a ca xe b mình tại ở ương đến khi mà chơi đi mình chỉ cao bật đi đổi xa kì quay khi mà khăn phết mà nói nhóm chơi chơi đặc kì bật tức bật đầy đời mà dương dô lại bánh hà bật mình bật dương dô và là dương chồng gây bị hướng là biếp tùm rung này để bàn chùm lấy là hồn đó bàn hơi khi lên thưa rồi là cao bóng tiết bàn này thà là phó khi chặt tốt dịa bàn ca hơi nô chẳng cứ miền ca xua chấm lấy vì ông mang chơi xa đập hiệp đây mình men chỉ hướng của họ nú nè cứ chỉ hướng của họ mình men chỉ hướng bật tí cứ chấm lấy bị tha từ tu tha chia sai dạ xe a ấy chẳng tới hơi miền tiền mình đàn các bọt chấm mùi ông nâng và man nẹ ấy chẳng tới mình té mua nẹ thằng ông nâng cứ ông về chơi lấy đã đây mua không mau chơi mua không mau mà đã đây ở đây bàn rồi phát pi ca đây cái vừa rồi là cam mình chẳng men bà bật mày này lục bật thiện ông chôn một đòn mình đi so một phây mùi nắng ngày khai cho năm ná đấy ông cha mẹ lúc nhầm châu là ngày mà phây bầm bấy khai đắp chất sắp bầm bấy nè nông ông long pel vì ngày phây bầm bấy khai đập chất thầm bấy cầu pi bắt bị sao rồi có bay đại ông ban chiêu bật tia nơi ông pơ đời một lực này mình ti sơn sọc so mà phây mũi ban bật bật chìm phu ông ta ông ban sẵn kết khơi tết tập hiệp xây tiên mà nay tha สถานภาพในการคุมแข้งในการตระหนักกรรมหรือก็อำเภอเซิงเซิงเจตนุได้องค์บานก็ตมกอบานเคยอย่าไว้ได้ที่จะพูดเนี่ยต่อตีกลายเป็นองค์ตัวละบางจะมีสรุปเป็นกลายเป็นขีมบาทนั่งเนี่ยต่อตีก็จะขีมบาทเมียนเปิลมุ้ยก็จะกระปุกเทอมาสันเดย์นั่งเทอมาสันเดย์นั่งเมียนกิไซมนุษย์tam khỏi con non nhiều mắng mà dạy mà nụ bay nè vô tôi cọp có ông đang bơ bà răng mùi thông nơi chết ở đây trung mòn
trung sai đó, giờ tôi cọp chết nông mà. Ông đã khuyên cái thuê drone cam nẹt đầu tay đã toal này đã tí. Điệp xa lúc mình đã khuyên đây, có phần đáy lưu sâu và xâm lên sợi tình. Ông đã khuyên chân chụp cháu. Thlọp phơ drone cam nẹt đầu tay đã tí. Nóng lòng về để ông ta chụp nó tí nụ. Nhìn này. Ở đại khơi nên là đại khơi nên thì vì pro mình ông bàn sỏi hết thà ông đại score phong của ông chênh đây là hồ đằng ngày chênh ông bật score kỳ tì ở chuồng mục phong ông pel el cái đọt lên ông rồi ông từ chuột machine D cái pi chuột machine D nó ông chuột ok ao chuột machine phlương một tiệt nực à này machine bơm tức ấy mà machine bơm tức một tiệt nực không ông long pel đây cái đọt lên nhà ông anh chăng thua tha ông pel giúp nó về là ông thư ca nó mà một ngày nó vào màn pìl miệt ta lúc nên về là thư ca thư là hốt mà ở miền pê sầm rạ đây ở miền pê sầm rạ đây nên ở miền pê sầm rạ mấy mà đúng là ở sầm rạ ta bay mà tết ấy lắp bắt hay đi ăn phun thư thư vào màn pìl ai bay pìl rồi có pi pìl thư bực lên nghĩ nó có thưa tiền pìl dục thong đá nó là nó pê chênh tầng khối việc chênh oi thư càng khối nó là nó thơ tập pi pê lên thơ tập pi pê lên tại thơ nó cứ là thơ pê rất là hốt tập pê là nghe mong lực lên tập pê hốt bài hốt bòi cho nó pê giúp cái oi ông tư xâm ra nơi cái này nà bề giúp cứ ra kia vô nhóm tới đặt hàng lơ nó chuẩn hàng lơ một nó không giờ tới đặt hàng lơ nó cứ ra đặt nó về về nó về ao dương đi bằng đi nên là nó về đặt nó nên là đặt nó nên nó bề nó cứ ra nhóm đi chụp cho mui ta tuôn ta về thằng mình những đi chụp kia và chẳng bạn đây tha tụ bay khi lo lên ông ơi mộc thưa ca chỉ chiêng chu chul mà xin đế rồi cô chu chul mà xin bom tật này cả đói nơi bị giúp rồi bị ông chọc càng nghĩ hộp hà bị là nghĩ rúi cứ từ kỳ mình chun ông từ lần từ chuẩn tỷ pí từ một tụp ruộm nắng hơi có từ kỳ đặt nó đè đặt nó trường đôi nhẹ để chọc khung rồi tay chết đè miệp xa lô bật mẹ này cái đã nó trường chụp là hồ tôi đập lư món bàn kê một sái ai tới thứ ca tiệt cho tôi tập hiệp xây chết để ông man gì mấy con khmer nhỉ con khmer pi nẹ ní vậy ông long pê để ông từ thơ ca nghe nên nắng ông khơi con khmer nơi pi nẹ nơi tì nụ tai mà đón rồi có to từ tháng ngày tì pờ ngày trong cầu ấy ngày pờ khai mẹ ra nắng từ bàn ông khơi khmer pi nẹ núng miệt xa lô khmer pi nẹ nắng bờ tam nhom pan thman bà hai chi mặc hai về tầng khơi nắng từ là hồ tập pê bực về tầng nồng à pê bực tầng nồng ngoài ấy đó hái nhầm chơi sầm lăng mưa tới nhầm xua mật sau này nẹp vào bò bài nó nhầm xua mật này gì câu nâng câu nà kì đó hái cái thà câu ta trên on đó chấn khi ông coi chọc xua tới nè
ôm đằng chuột việt nam bao cụ ma pi nẹt nông giang mai tí rồi mượt bắt chim đẹp sa lô chim ọt bàn đằng đè pê té pê là đây chim châu một nông hái khmer nâng nơi khăn cai là bòn cái bắt là bòn ấy khmer nâng nơi khăn cai là bòn nơi à cái lái bò bò bài như này mun pê ông tranh tới ông miền bắc cọt tầm coi tha nơi nông bờ ven này mình tì sầm sập so một phây mùi nước miền sao mà nu thế miền sao lại tù đại được tí miệp sa lục bờ tam khi ông pan sman mình miền sao lấy bờ thạt sao tam này khi ông pan sman phải sao khmer nung khmer nung ngày khổ tới bên lưu sô thật khmer nung chỗ nông à cầm nô khó a gần đến như xu nè tô xây tiền mà nên thằng nè tô chụp khung khen xây tiền nước miền 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 sao đấy ai sao miền lại sao sầm lư sầm lê như đi câu miền ca cọt tầm co là vây mũi đây mình sẽ tha vì ai miền sao mà nút một lần ông chạy tranh pì tì nút á rồi coi miền miền đằng miền dồi bàn bị bay hà đồng tí bà cho biết sa lô khi mà ọt màn đằng ấy cứ là tranh tới tầm lòng nè bề ná ban ông từ lọc từ đò mình đi sang ở sóc bơi so sa chết tham ấy mà đong tiết cái rồi thằng ngày rồi lo bấm bơm mẹ cái ra chăn nằm mà bòn bấm buồn nói chết sầm buồn miệp xa lúc sông nua lúc mà đong tiết làm ăn chua cái rồi bị ông ban thua đầm nào từ ôm leang viên play ấy cho lang một ai mà ruột nơi chùa và bổn cái rồi và ông mình để ông tha kịch bị Việt Nam từ châu những rục rơi nắng hay xua tha bị na ban ông ban từ lọp từ ti cái lại nông tha chỉ tham mây mà đòn tiệt là cái lại nhà mình ti sản xộc xòm phải mới được cục tụ sậy nhớ này miệp xa lúc khi mà bây giờ khi mà thư ca nơi kháng kẹp nơi cúng chỗ lại khi mà chắc về nâng cứ là nơi kháng ổ đâm á, thư ca nơi đâm á phải chỉ trơn khai đấy nè bàn kháng lục bạch nhé, ưng bạch nhé quạt hai khi mà ai tới thọt rụp mấy cứ là rụp thọt nâng bỏ mô ở hai bàn đập bầm bầm nẹ đấy nè bầm bầm nẹ đấy hay đó nghiêm xua mấy bạn thọt rụp thứ ấy thắng thọt rụp giờ tới ông ca anh trẻ chiết thà giờ tới lực muốn nào mong giờ tới lực muốn nâng cứ ra ông ca sạp chi chiến nâng cái ắt chưa cái ắt chưa thà cặp sầm lấp kia chứ cái ắt chưa để chẳng khang là mong nâng tập lập mong mà xa tiết bầm mồ ban bầm pel nẹt nâng ban thọt bầm pel nẹt nâng tới ban ông ca sạp chi chiết cái chưa ông quân ông hay lời này đầm mong thơ sầm rạ ông chim rè bậc ca sầm rạ một hay nề tì hay là hốt đầm mong đọp mùi các bạn đọp nề tì xong mình chơi chơi vĩnh là mấy bạn to và cách bị phe xa đánh đau to đầu tiên một tray từ là cá thằng đọp ruồi đào nhẹ rồi lên mình vứt rụng đi là mấy ở quạt đầu cái này bàn xâm rạ xâm rụng